Chuyển sang những tin tức khác, triển lãm công nghệ thực tế ảo Amagin diễn ra vừa qua tại Hà Nội đã góp phần giúp mở rộng hơn tầm nhìn về các ứng dụng này trong cuộc sống hiện nay. Đến với triển lãm, hàng trăm bạn trẻ đã được tiếp cận và trải nghiệm nhiều công nghệ mới trên thế giới, được nghe nhiều chuyên gia trao đổi tìm hiểu chuyên sâu về công nghệ và cách thức sản xuất 3D mapping, một kỹ thuật sử dụng ánh sáng để tạo các hiệu ứng 3D cho bề mặt được chiếu, tạo các khối hình ảnh tương tác trong không gian 3 chiều. Cùng với 3D, nhiều công nghệ đặc biệt hấp dẫn như VR thể hiện môi trường thực tế ảo, AR khuếch trương thế giới hiện thực bằng cách nhân đôi thông tin thị giác cũng được giới thiệu tại triển lãm. Triển lãm không chỉ mang lại cơ hội trải nghiệm công nghệ cho các bạn trẻ, mà còn là cơ hội cung cấp kiến thức cho những ai quan tâm đến công nghệ số, bắt kịp xu hướng công nghệ trên thế giới.